Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với tất cả mọi người. Nhờ vậy mà xung quanh được mọi người yêu quý không ngừng. Từ đó mà tài lộc tự nhiên đến. Và đây chính là ba con giáp sinh ra đã hướng tài lộc trời ban, tình duyên trắc trở, nhưng tiền không bao giờ thiếu, càng lớn tuổi càng giàu có. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba con giáp này, liệu rằng chúng ta có tên trong ba con giáp may mắn này hay không. Thứ nhất là người tuổi ngọ. Trời sinh những người tuổi ngọ lạc quan, yêu đời, luôn có ý chí phấn đấu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhờ vậy mà mọi khó khăn đều vượt qua một cách ngoạn mục. So với những con giáp khác, tuổi ngọ không chỉ đem lại cái niềm vui cho mọi người mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp gia đình và người thân xung quanh yên tâm. Đa số những người tuổi ngọ đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Họ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách là chân thành. Nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân. Bước vào giai đoạn trung vận thì những người tuổi ngọ thường công thành danh toại, sự nghiệp vững vàng, tài vận dồi dào. Có những người tuy không phải là đại gia nhưng họ cũng tận hưởng cuộc sống ấm no sung túc. Thứ hai là người tuổi Mùi. Tuổi Mùi chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Việc gì đến tay bạn thì bạn đều hoàn thành một cách xuất sắc. Tuần tới này bạn đã thực sự kiếm được cái món lợi lớn từ cái công việc kinh doanh của mình. Có vẻ như Mùi rất hợp kinh doanh nên cần phải cố gắng phát triển hơn nữa cái thị trường của mình. Quý nhân phù trợ, Mùi gặp được người sẵn sàng hợp tác làm ăn. Đây là người tri kỷ nên bạn có thể tin cậy được. Người này vì quý tài năng và tính cách bấy lâu của bạn nên đã mở lời làm ăn chung. Nếu thực sự thấy đam mê với sản phẩm ấy thì hãy thử mở thị trường xem sao. Cần phải có chút liều lĩnh thì mới thành công được. Biết đâu ngoài cái may mắn về tiền bạc thì tình duyên lại đến. Và con giáp may mắn thứ ba nữa, đấy là tuổi Thìn. Trời sinh những người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cái cơ hội đổi đời. Tử vi học có nói thì người tuổi Thìn sinh ra đã mang mệnh rồng, cả đời họ đều mưu cầu sự giàu có và quyền lực. Dù vậy, những người tuổi Thìn làm gì cũng dựa vào cái nội lực tự phát triển cuộc sống lên cái tầm cao mới. Bên cạnh cái sự giỏi giang, tuổi Thìn cũng được trời ban đức tính thẳng thắn, trung thực, sống chân thành nên cuộc sống tương lai có nhiều quý nhân phù trợ. Bước vào giai đoạn trung vận thì người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công, có những cái quyền cao chức trọng, tạo được nhiều cái thành quả phi thường khiến ai cũng ngưỡng mộ. Càng lớn tuổi, người tuổi Thìn lại càng giàu có và thăng hoa. Hậu vận chỉ việc an nhàn hưởng phúc đức con cháu, ngoài ra còn được tận hưởng cuộc sống đầy đủ và sung túc. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn được mọi người quý mến không ngừng. Từ đó mà tài lộc luôn luôn đến, càng lớn tuổi thì càng giàu có. Tiền không bao giờ thiếu đối với những con giáp này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.